Tin Vatican Đức Thánh Cha và các nghị phụ gặp gỡ 7.000 người trẻ Trong buổi gặp gỡ 7.000 người trẻ chiều ngày 6 tháng 10 năm 2018, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy tiếp tục tiến thẳng, sống phù hợp với niềm tin, cởi mở đối với người ngoại quốc và đừng chịu theo các ý thức hệ. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ dưới hình thức một lễ hội với chủ đề Chúng ta vì duy nhất, liên đới và tinh thần sáng tạo, có hơn 40 nghị phụ và dự thính viên thường hội đồng giám mục về giới trẻ, và trong số những người trẻ hiện diện cũng có đông đảo các linh mục và nữ tu trẻ. Cuối cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tiến lên sân khấu và ứng khẩu nhắn nhủ các bạn trẻ, luôn nhìn đằng trước, nhìn về các chân trời chứ đừng nhìn gương soi và đừng ngồi trên ghế bàn. Bao nhiêu lần tôi đã phải nói rằng, một người trẻ, nam nữ, trên ghế bàn về hưu lúc 24 tuổi thật là xấu. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác giới trẻ về việc sử dụng mạng. Nối mạng với kỹ thuật số là điều hữu hiệu, mau lẹ và tức thời. Nhưng nếu bạn bám vào nó, thì bạn sẽ rơi vào tình trạng một gia đình. Trong giờ ăn, tại bàn ăn, mỗi người với điện thoại di động, nói với người khác ở các nơi khác, hoặc chỉ liên lạc với những người thân, người quen qua điện thoại di động mà không có tương quan cụ thể. Mỗi con đường các bạn đi phải đáng tin cậy, Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các bạn trẻ vì các câu hỏi viết trên giấy và cho biết các nghị phụ sẽ trả lời các câu hỏi này. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng giáo hội đi ra ngoài đang cần một sự năng động truyền giáo mà đặc biệt những người trẻ có thể mang lại.